chào các bạn. Hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chủ đề tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Kaplan, miễn 100% phí đăng ký nhập học. Hiện nay đa phần các bạn học sinh, sinh viên có ý định đi du học đều mong muốn nhận được những hỗ trợ về mặt vật chất từ nhà trường như miễn giảm phí đăng ký, học phí, học bổng v.v. nhằm giúp cho các bạn sinh viên có thêm cơ hội du học Singapore tại một trong những trường tư thục tốt nhất và được yêu thích nhất tại Singapore nhiều năm liền. Kaplan Singapore sẽ miễn 100% phí đăng ký nhập học cho các bạn sinh viên Việt Nam mong muốn học tập tại trường trong năm 2018 này. Các bạn hãy đến ngay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để tham dự tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Kaplan, miễn 100% phí đăng ký nhập học. Thời gian là từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 năm 2018 đến ngày 22 tháng 9 năm 2018, sáng từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa, về chiều là từ 15 giờ chiều đến 17 giờ chiều. Địa điểm văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký với số điện thoại 028-3848-4879, 028-3838-2080, 0989-006-890 và 0166-515-7271. Chi tiết chương trình miễn phí ghi danh của Học viện Kaplan Singapore như sau: miễn 100% phí đăng ký trị giá 492,20 đô Singapore cho tất cả các học sinh, sinh viên đăng ký các khóa nhập học trong năm 2018. Thời gian nộp hồ sơ và đóng học phí đăng ký từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2018. Phí đăng ký này sẽ được hoàn lại vào học phí khóa học của sinh viên sau khi sinh viên đã đóng đầy đủ học phí. Sinh viên phải đóng đầy đủ học phí, không được rút hay hủy khóa học. Ưu đãi này chỉ được áp dụng cho các khóa dài hạn như tiếng Anh dự bị đại học, cao đẳng, đại học và thạc sĩ tại trường, không áp dụng cho các khóa ngắn hạn khác tại trường Kaplan như tiếng Anh trải nghiệm. Lý do tại sao các bạn nên chọn Học viện Kaplan Singapore khi đi du học? Học viện Kaplan Singapore là một trong những trường tư thục tại Singapore được sinh viên quốc tế lẫn sinh viên bản địa yêu thích nhờ vào. Chương trình học đa dạng và chất lượng cao, với hơn 25 khóa học cao đẳng, sinh viên có thể hoàn thành chương trình trong 8 tháng. Từ đó sinh viên lại có sự lựa chọn từ hơn 300 chương trình đào tạo cử nhân được liên kết cùng với các trường đại học hàng đầu thế giới. Chất lượng đào tạo tại trường Kaplan Singapore được công nhận qua nhiều giải thưởng, chứng nhận EDUCHURCH 4 năm của Hội đồng Giáo dục Tư thục dành cho các tổ chức giáo dục tư thục tại Singapore và là điều kiện tiên quyết để sinh viên quốc tế lựa chọn. Đạt được chứng chỉ EDUCHURCH này cũng là đạt được những yêu cầu của Cơ quan Kiểm soát Vấn đề Nhập cư Singapore quy định về tiến hành xin visa student pass cho sinh viên quốc tế, cũng như đạt được những tiêu chuẩn cao trong quản lý và triển khai các lĩnh vực giáo dục. Là trường được yêu thích nhất tại Singapore và xếp hạng số 1 về đào tạo các khóa chứng chỉ chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học, top 3 học viện tư thục tốt nhất tại Singapore, Tech Award năm 2016, học viện tư thục đào tạo tốt nhất các chuyên ngành quản trị kinh doanh, học viện tư thục đào tạo tốt nhất các chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, truyền thông, khoa học và công nghệ thông tin. Năm 2017, Kaplan đã nhận được tổng cộng 9 giải thưởng danh giá tại giải Job Central Learning and Education Development Award. Kaplan là tổ chức giáo dục nhận được nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải năm nay. Các giải thưởng mà Kaplan nhận được là tổ chức giáo dục tư nhân tốt nhất các ngành kế toán, quản trị kinh doanh, marketing, tâm lý học, luật, nhà cung cấp tốt nhất các ngành học, khoa học máy tính và IT, quản lý tài chính, quản trị cấp cao và lãnh đạo. Giải vàng nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân tốt nhất ngành khoa học máy tính và IT. Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Kaplan cũng như nhiều trường đại học cao đẳng chất lượng hàng đầu của Singapore tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như quá trình làm hồ sơ xin visa du học Singapore, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với số điện thoại 028-3848-4879. Tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 với số điện thoại 028-3838-2080. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.